Hello everyone. Okay, rất vui khi lại được gặp các bạn và các ba mẹ đã đến với cả đồng hành cùng với cả chương trình APK. Thì trong buổi ngày hôm nay, buổi hôm trước thì cô đã hướng dẫn cho cả lớp và mọi người về cái cách mà chúng ta có thể đăng nhập vào apk.com và sau đấy thì cái cách mà chúng ta sử dụng và xem các cái video tương ứng với các môn học của khóa K5. Thế còn trong cái buổi ngày hôm nay á, thì cô sẽ hướng dẫn ba mẹ cũng như là các con cái cách mà chúng ta đăng nhập vào APK và chúng ta sẽ tìm hiểu cũng như là xem các cái video tương ứng với bài học của khóa G1. Ok, mặc dù là các khóa thì đều trong chương trình APK thôi, tuy nhiên thì về cái thứ tự của các cái video tương ứng với bài học như thế nào ở trong sách thì nó lại rất là khác, nó lại có các cái tên gọi rất là khác. Thế nên là ba mẹ và các con sẽ chú ý xem cái phần hướng dẫn của cô nhé. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ vẫn có cái phần đăng nhập vào APK, vào trang APK. Thì trang APK chúng ta sẽ có là apk.com, giống như là lần trước cô đã hướng dẫn cả lớp. Ok, và sau đấy thì mình sẽ vẫn nhấn login. Ok, sau khi mình nhấn login thì chúng ta sẽ vẫn chọn cho cô là Student Video Lessons. Đó, chúng ta sẽ nhấn vào phần Students Video Lessons. Ok, và sau đấy thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng email và tài khoản, cái phần tài khoản mà các con đã được cấp bởi các thầy cô ở trong Dahlia. Ok, đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng đăng nhập với cô. Ok, và password thì sẽ được cung cấp khi mà các con tham gia khóa học nhé. Okay, I will try it again. Okay. I'm sorry. I have wrong username. Okay, so now you will see my screen. Okay, rồi cả lớp đang nhìn thấy màn hình của cô rồi đúng không? Thì tương tự như mọi lần thôi là chúng ta sẽ lựa chọn vào cái phần video tương ứng với cả khóa G1 của chúng ta. Okay, vậy thì mình sẽ nhấn vào cái phần choose a grade. Đây, mình sẽ nhấn vào phần này. Được chưa? Đó, khi mà nó chưa load xong thì nó sẽ chưa thể nhấn được đâu. Nên là các con phải đợi cho trang chủ nó load xong á, thì các con sẽ nhấn được vào cái phần này. Đó, các con nhấn vào choose a grade. Và of course, we will choose grade 1. Thấy chưa? Chúng ta sẽ chọn vào khóa G1. Okay, grade 1. Và sau đấy chúng ta sẽ chọn subject. Choose a subject. Okay, và sau đấy chúng ta sẽ chọn một cái môn học. Vậy thì bây giờ các con sẽ cùng cô xem cái bảng hướng dẫn. Và trong đấy thì có các cái môn học mà chúng ta có tương ứng với cả cái phần mà video, bài giảng. Thì tương ứng với phần nào? Thì đầu tiên là ở trong cái sách mà trên lớp chúng ta được học á, là chúng ta có những cái quyển sách sau. Thứ nhất là Health, Safety and Manners 1, đúng không? Tương ứng với Grade 1. Tiếp theo, Community Helpers là cái sách mà chúng ta sẽ học với cái khóa G1 này. Tiếp theo là Language Seed Work 1. Và tiếp nữa là Discovering God's Word. Còn với các cái quyển sách mà tương ứng với cả phần homework thì chúng ta sẽ có hai cuốn sách mà chúng ta học trên lớp, đó là Writing with Phonics and Spelling and Poetry, đúng không? Thế nhưng mà tuy nhiên thì trong cái phần video á thì nó sẽ lại hơi khác biệt một chút. Tức là cái môn học Health, Safety and Manners 1, Community Helpers and Discovering God's Word là chúng ta sẽ đều có trong cái mục đó là Activity Time, tức là môn học ở trong video nó có tên là Activity Time. Đó, và môn học tương ứng ở xuất hiện ở trên cái video với cái Health, Safety and Manners 1. Đó, thì nó sẽ có tên là health ở trong cái phần video. Được chưa? Thế bây giờ mình sẽ thực hành nhé. Ví dụ như trang sách 2, trang 2 đến trang 5 của quyển Health,
Safety and Manners 1 thì nó sẽ tương ứng với cả bài học 141, tức là cái video 141 trong phần Activity Time. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành luôn với cô nhé, để chúng ta sẽ hiểu rõ luôn. Rồi, vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải choose a subject. À, mình sẽ có là Activities 1. Ok, đó, môn Activities 1, hay mình gọi là Activity Time đó. Thì trên trong cái tên ở trong cái khóa học đợt 1 này á, nó sẽ xuất hiện là Activities 1. Và sau đấy thì mình sẽ chọn một môn học này. À, mình sẽ chọn một bài học này. Đó, thì mình sẽ kéo xuống cho đến phần video số 141, đúng không? Video số 141. Đó, 141 đây. Chúng ta sẽ mở vào cái video này. Chúng ta sẽ nhấn vào cái phần restart nếu như chúng ta muốn xem từ đầu. Và nhấn vào resume nếu như chúng ta muốn xem tiếp. Đó, bây giờ các con nhìn này, ở trong cái phần này này, trong cái phần bảng á, nó đã tương ứng là trang 2 và trang 5 nó tương ứng với video 141. Đây, trang 2 và trang 5 trong quyển sách này nhá, Health, Safety and Manners. Đó, tương ứng với video là 141. Đấy, vậy thì khi mà chúng ta mở cái video 141 ra thì nó sẽ có cái giao diện như này. Đó, Activity Time, để chữa tên sẽ là Activity Time. Và sau đấy thì các con chỉ cần bật lên và xem thôi, xem cái bài học ngày hôm đấy. Và sau đấy thì các con ôn lại cái bài này cùng với cả cô giáo ở trên APK. Ok, rất là easy đúng không? Tiếp theo nhé, là cô sẽ hướng dẫn các con tìm các cái môn học tương ứng với cả cái phần Activities luôn. Tiếp theo đó là môn Community Helpers. Thì trang sách, ở trong sách 2 và đến trang 5 á, thì nó sẽ tương ứng với video lesson 41 và 42. Có nghĩa là các con sẽ xem video 41 và 42 ở trong cái phần video và ở trong cái mục Activities 1. Ok, trong cái mục Activities 1. Đó, vậy thì tương tự thôi. Cái mà các thầy cô đã đánh dấu sách cho các con này, trang sách nào tương ứng với bài học số bao nhiêu, đó thì nó sẽ tương ứng ở trong đây luôn. Đấy, nó sẽ tương ứng theo cái lesson mà thầy cô đã nốt ở trong đây cho các con luôn nhá. Đó, thì các con sẽ cũng tương tự này, trang 2 và trang 5 ở trong sách Community Helpers thì nó sẽ tương ứng với video lesson 41 và 42 trong mục Activities 1 nhá. Ok, vậy mình xem này. Rồi. Grade 1 vẫn đúng. Activities 1 vẫn đúng. Bây giờ mình chỉ có thay đổi cái thứ tự của video, à cái mục video thôi. Thì 41 và 42, đó mình sẽ xem 41 trước và sau đấy mình sẽ xem 42, nó sẽ tương ứng với cả trang 2 cho đến trang 5 ở trong cái cuốn sách Community Helpers. Được chưa? Và nó cũng tương tự như vậy thôi, mình cũng sẽ có cái video như này. Đó, và sau đấy thì mình bật lên và mình xem thôi. Tiếp nhá. Đến cuốn thứ 3 cũng nằm trong mục đấy, đó là Discovering God's Word. Đó, thì tương ứng này, trang sách 1 đến trang số 7 thì bài học sẽ là Lesson 66, tức là bài học số 66 và vẫn nằm trong mục Activities 1. Được chưa? Vẫn nằm trong mục Activities 1. Đó. Và bây giờ thay vì là mình chọn 41 thì nó là cái mục kia, thì bây giờ mình sẽ chọn số 66 thôi. Rất là đơn giản như vậy. Vì nó đều nằm ở trong mục Activities 1. Đó, vậy thì các con thấy là trong Activities 1 á, nó sẽ bao gồm 3 môn học đúng không? Bao gồm 3 môn học. Đó, vậy thì tương tự khi mà nó mở ra thì cũng sẽ là cái tên Activity Time Day 66 và nó sẽ tương ứng với cả bài vừa rồi, được chưa? Đó. Nó tương ứng với cả cái môn học Discovering God's Word từ trang 1 cho đến trang 7 thì nó sẽ nằm trong video lesson 66 ở trong phần Activities 1. Ok? Tiếp theo này, về cái môn học trên lớp chúng ta có đó là Language Sheet Work 1 thì nó sẽ nằm trong cái mục đó là Phonics ở trên video bài giảng của APK. Và trang sách này, trang sách 1 và trang sách 2 nó sẽ tương ứng với hai video học 1 và 2 ở trong cái language ở trong cái mục Phonics, được chưa? Bởi vì là ở trong cái sách Language Sheet Work thì nó cũng hơi có ít, thế nên là các thầy cô sẽ chọn cho các con xem hai video ở trong cái mục bài giảng tương ứng với cả trang sách kia luôn để các con có thể là có nhiều kiến thức hơn.
Đó, vậy thì vẫn là grade 1. Thế nhưng mà bây giờ thì môn học không phải là activities nữa, mà chúng ta sẽ chọn cái môn phonics 1. Được chưa? Phonics 1 thì nó sẽ tương ứng với cả cái quyển đó là language shift work 1. Đó, thì các con chọn vào đây. Và sau đấy thì các con chọn cái mục lesson, mục video. Thì mình sẽ xem video 1 trước và video 2 sau. Sau khi mà chúng ta học sau khi mà chúng ta học cái trang 1 và trang 2 của cái quyển sách Language Shift Work. Đó, vậy thì chúng ta sẽ xem cái video này để sau đấy chúng ta ôn lại bài. Thì bài học thứ nhất là chúng ta sẽ phải ôn lại hai video đấy, 1 và 2. Thì nó cũng tương ứng thôi. Tức là các con nhìn vào cái bảng mà các thầy cô đã phân chia rồi, nó rất là dễ nhìn đúng không? Đấy, cứ trang sách 1, 2 thì các con xem hai video 1, 2. 3, 4 xem hai video 3, 4 ở trong cái mục Phonics nhá. Trong cái mục Phonics 1. Đó. Tiếp theo là về cái phần homework. Để trở về phần homework thì chúng ta có hai mục, đó là writing and spelling one, đúng chưa? Thì writing with phonics nó sẽ tương ứng với writing one ở trong cái phần ABK. Bây giờ chúng ta xem nhé, trang sách 1, 2 thì nó sẽ tương ứng luôn với cả video 1 ở trong cái phần writing one của ABK G1. Đó, vậy thì bây giờ môn học sẽ không phải là phonics nữa, mà chúng ta sẽ chọn cho cô cái môn writing thôi. Mình sẽ chọn cho cô cái môn writing thôi. Ok, kéo xuống một tí nha. Đó, ở đây đây, writing one đây rồi. Ok, mình nhấn vào đây. Và sau đấy thì mình choose a lesson. Thì ví dụ như vừa rồi á, cái phần video nó tương ứng với cả cái lesson nào. Đó, đây này. Bây giờ mình xem lại nhá, là cái phần trang sách 1, 2 ở trong cái cuốn writing này thì nó tương ứng với cả lesson video 1 luôn. Đó, thế thì mình sẽ vào đây, mình chọn luôn cái phần video 1 và sau đấy thì mình sẽ ôn lại bài luôn ở trong cái cuốn sách đấy và mình làm bài luôn. Thì có hai phần đó là cursive writing và manuscript writing. Thì các con sẽ chọn cho cô cái phần đầu tiên trước. Đó. Được chưa? Đó. Và lần thứ hai sau khi các con xem được trong cái video về cursive writing rồi thì các con sẽ chọn mục thứ hai, đó là xem về cái phần manuscript writing. Được chưa? Đó là phần viết tay á. Đó, viết tay. Ok. Rất đơn giản đúng không? Tiếp theo đến cái môn học cuối cùng của chúng ta. Môn học cuối cùng của chúng ta đó là môn spelling and poetry ở trong cái phần homework, mà cuốn sách mà các con được giao về nhà để các con làm bài á. Thì nó sẽ tương ứng với phần video mang tên đó là Spelling 1, Spelling 1 ở trong video G1 của ABK. Thế bây giờ mình sẽ xem nhé, trang sách số 63 ở trong cuốn sách Spelling and Poetry nó sẽ tương ứng với cả video lesson 1. Được chưa? Video lesson 1 ở trong Spelling 1 trên ABK. Thì bây giờ mình sẽ lựa chọn luôn này. Rồi, lần đầu tiên bây giờ sẽ không phải là môn writing nữa, mà mình sẽ phải chọn là cho cô là Spelling 1. Trang 63 ở trong cuốn sách mà Spelling and Poetry nó sẽ tương ứng với cả video lesson 1 ở trong Spelling 1 luôn. Và mình sẽ nhấn restart nếu như mà mình xem từ đầu, còn nhấn resume nếu như mà mình tiếp tục xem. Nhưng mà bạn nào cũng vậy thôi, cô nghĩ là nên xem từ đầu. Đó, ok. Students watching. Đó, rất là đơn giản đúng không? Thì các con chỉ cần mở ra và sau đấy các con xem và ôn lại bài và làm bài ở trong cuốn sách đấy. Rất là easy đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chốt lại một xíu nhé, là các con sẽ có 3 môn học: Health, Safety and Manners, Community Helpers and Discovering God's Word, là chúng ta sẽ tìm ở trong cái mục Activities 1. Đó, Activities 1 hay có cái tên gọi là Activity Time á. Thì mình có cái tên ở trong G1 là Activity 1, số 1 đó, Activities 1. Và sau đấy thì mình sẽ chọn cái video lesson tương ứng với cả trang sách có ở trong các cái cuốn sách này, giống như là các thầy cô đã liệt kê cho các con. Tiếp theo là môn học thứ hai mà chúng ta có, đó là môn Language Shift Work. Môn học thứ tư chứ, mà chúng ta có là Language Shift Work. Thì nó sẽ nằm trong cái mục đó là Phonics 1. Ok, Phonics 1. Và Writing with Phonics nằm trong mục Writing 1. Và cuối cùng là Spelling and Poetry nằm trong mục Spelling 1. Và
trang sách nào tương ứng với video nào ở trong các cái mục thì vừa rồi cô đã hướng dẫn rồi và chúng ta đã có nốt rất là kỹ ở đây. Đó, vậy thì khi mà các con tìm video, khi mà ba mẹ và các con tìm video thì mình sẽ dựa vào cái danh sách của cô để tìm được đúng cái video mà tương ứng với cái bài học mà chúng ta đã được học trên lớp để chúng ta có thể học hiệu quả hơn nhá. Ok, so that is all about our lesson. Vậy thì đây là tất cả những gì mà cô đã hướng dẫn các con về cái cách mà chúng ta tìm cái sách, trang sách và video tương ứng với các môn học của ABK G1. Và hy vọng là ba mẹ và các con sau khi xem video thì sẽ cảm thấy là rất là rõ ràng và các ba mẹ và các con sẽ cảm thấy rất là dễ hiểu và mình sẽ dễ dàng hơn trong cái việc tìm video cho bài học. Ok, thank you so much and see you later.